Cô mến chào các con. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tiết học ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ 2 nhé. Về hình thức kiểm tra, các con sẽ làm theo hình thức vừa trắc nghiệm vừa tự luận. Trắc nghiệm 7 điểm, tự luận 3 điểm. Số câu trắc nghiệm sẽ gồm 28 câu, trong đó sẽ có 19 câu địa và 9 câu sử. Số câu tự luận gồm có 2 câu, trong đó sẽ có 1 câu sử và 1 câu liên quan đến môn địa lý. Thời gian làm bài của các con sẽ là 60 phút. Về phần lịch sử, chúng ta sẽ có 2 bài nằm trong nội dung ôn tập. Bài 17, đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc. Bài số 18, các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước thế kỷ thứ 10. Sau đây, cô và các con sẽ đến với từng nội dung cụ thể của các bài này nhé. Bài 17, đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc. Một La Mã, đấu tranh bảo tồn nền văn hóa dân tộc. Các triều đại phong kiến phương Bắc đã bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích nô dịch đồng hóa nhân dân ta về văn hóa. Trong đó, các con chúng ta đã từng học, người Hán bắt nhân dân ta phải từ bỏ phong tục tập quán của tổ tiên và phải tuân theo luật pháp phong tục tập quán của người Hán. Bên cạnh đó, họ còn bắt người Hán ở lẫn với người Việt nhằm thực hiện chính sách đồng hóa nhân dân ta. Tuy nhiên, do truyền thống yêu nước và lòng tự tôn dân tộc, người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên. Người Việt vẫn nghe và nói, truyền lại cho nhau tiếng mẹ đẻ. Những tín ngưỡng truyền thống như thờ cúng tổ tiên, thờ các vị thần tự nhiên như là thần sông, thần núi tiếp tục được duy trì. Trong hình ảnh các con chúng ta đang quan sát, đây chính là phong tục thờ ông bà tổ tiên và thờ các vị hùng vương. Những phong tục khác như là nhuộm răng đen, rầu cau, bánh chưng, bánh xày vẫn được nhân dân ta bảo tồn. Tục xăm mình. Và đây là nội dung ghi bài của phần 1 La Mã. Các con chúng ta ôn tập lại theo nội dung ghi bài này nhé. Ngoài việc giữ gìn được nền văn hóa bản địa của mình, nhân dân ta còn tiếp thu Trung Hoa theo hướng tiếp thu có chọn lọc những yếu tố văn hóa. Chúng ta đang quan sát hình ảnh 17.4, hình ảnh Chùa Dâu ở tỉnh Bắc Ninh. Qua hình ảnh này thì chúng ta thấy là người Việt vừa bảo tồn nền văn hóa, vẫn có sự tiếp thu chọn lọc những tôn giáo khác. Phật giáo, đạo giáo được du nhập vào nước ta. Nhưng nhân ta cũng tiếp thu những thành tựu khoa học kỹ thuật của Trung Quốc như là làm giấy, dệt lụa, kỹ thuật phân bón. Đồng thời cũng có sự giao lưu văn hóa với lại Trung Quốc như là Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu. Phần 2 La Mã. Nội dung ghi bài của phần 2 La Mã. Trong đó các con chú ý cho cô. Yếu tố tích cực của văn hóa Trung Hoa được truyền bá vào nước ta trong thời Bắc thuộc đó chính là về chữ viết. Chúng ta có sự chủ động tiếp thu chữ Hán nhưng vẫn sử dụng tiếng Việt
và có sáng tạo trong cách dùng chữ Hán. Sau đây, cô và các con sẽ cùng tìm hiểu tiếp bài số 18. Nội dung ôn tập của bài số 18: các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước thế kỷ thứ 10. Đầu tiên, chúng ta ôn tập lại cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40, năm 43. Tháng 3 năm 40 tại Hóc Môn, trước khi xuất quân khởi nghĩa, Trưng Trắc đã lập một án thờ và bà đã đọc bốn câu thơ, cũng xem như là bốn lời thề. Các con chúng ta hãy chú ý qua bốn câu thơ của bà Trưng Trắc cũng đã thể hiện được mục tiêu của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đó chính là đánh đuổi quân xâm lược, giành lại độc lập cho đất nước, khôi phục lại thế lực vua Hùng và trả thù cho chồng của bà, đó chính là Thi Sách. Và cuộc khởi nghĩa được bùng nổ ở Hóc Môn vào tháng 3 năm 40. Sau đó, Hai Bà Trưng đã nhanh chóng làm chủ Mê Linh, rồi tiến đánh Cổ Loa và Ly Lâu. Tên thái thú Tô Định đã phải hoảng hốt bỏ thành Ly Lâu, cắt tóc cạo râu, lẫn vào đám tàn quân chạy trốn về Trung Quốc. Cuộc khởi nghĩa năm 40 đã kết thúc thắng lợi. Trưng Trắc lên ngôi vua, lấy hiệu là Trưng Vương, hay còn gọi là Trưng Nữ Vương, phong chức tước cho những người có công và thành lập nhà nước. Tuy nhiên, đến năm 43, nhà Hán lại một lần nữa đem quân qua xâm lược nước ta. Lần này, nhà Hán đã sai Mã Viện, một tên tướng rất là tham lam và xảo quyệt. Cuộc kháng chiến năm 43 của Hai Bà Trưng gặp rất nhiều khó khăn và chống cự không nổi với sức mạnh của giặc. Hai Bà Trưng đã gieo mình xuống dòng sông Hát để tự vẫn. Tuy cuộc kháng chiến của Hai Bà Trưng thất bại, nhưng nhân dân ta vẫn tiếp tục đấu tranh đến hết năm 43. Nhân dân rất thương tiếc với sự hy sinh của Hai Bà Trưng nên đã lập đền thờ ở nhiều nơi trên khắp đất nước. Tiếp theo là cuộc khởi nghĩa Bà Triệu năm 248. Bà Triệu tên thật là Triệu Thị Chinh. Ngay từ nhỏ, bà là người nổi tiếng có một sức khỏe phi thường. Và bà Triệu gắn liền với một câu nói như sau: tôi muốn cưỡi gió đạp sóng, chém cá kình ở biển Đông, quét sạch bờ cõi, cứu dân ra khỏi cảnh chim nắng, há lại bắt chước người đời, cúi đầu khom lưng làm tỳ thiếp cho kẻ khác, cam tâm phục dịch ở trong nhà ư. Và năm 248, cuộc khởi nghĩa đã chính thức bùng nổ ở núi Nưa, tỉnh Thanh Hóa. Cuộc khởi nghĩa đã nhanh chóng lan rộng ra khắp Giao Châu và làm cho toàn thể Giao Châu đều phải chấn động. Sau đó, thì nhà Ngô đã cử lục dận đem quân sang đàn áp cuộc khởi nghĩa Bà Triệu, và Bà Triệu đã hy sinh trên núi Tùng. Tuy cuộc khởi nghĩa Bà Triệu thất bại, nhưng nó đã làm thức tỉnh lòng yêu nước của nhân dân ta và tạo tiền đề cho những cuộc khởi nghĩa sau này được bùng nổ. Khởi nghĩa Ly Bí và nước Vạn Xuân năm 542-602. Ly Bí tên thật là Lý Bôn, do dòng dõi của ông xuất phát từ Trung Quốc cho nên Lý Bí được giữ một chức quan nhỏ. Trong quá trình ra làm quan thì Lý Bí tận mắt thấy được sự độc ác, bạo lực, bóc lột của bọn quan lại nhà Lương khi cai trị nhân dân ta. Vì những hành động ấy, Lý Bí quá bất bình và từ quan về quê để chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa. Cô mời các con cùng quan sát lược đồ khởi nghĩa Lý Bí và theo dõi phần chú thích. Năm 542, Lý Bí nổi dậy tại Thái Bình và hào kiệt khắp nơi đã kéo về hưởng ứng.
bấy giờ, tên Tiêu Tư là một tướng giặc đang đóng tại thành Long Biên, nổi tiếng là độc ác và tham lam. Đứng trước sức mạnh của cuộc khởi nghĩa Lý Bí, Tiêu Tư đã phải bỏ chạy khỏi thành Long Biên, chạy trốn về Trung Quốc. Đến tháng 3 năm 542, nhà Lương đem quân qua đàn áp lần thứ nhất nhưng cũng thất bại. Đến năm 543, nhà Lương lại đem quân qua đàn áp cuộc khởi nghĩa Lý Bí lần thứ hai. Lần này thì chúng ta cũng nhanh chóng đẩy lùi nhà Lương về lại quốc gia của mình. Và cuộc khởi nghĩa Lý Bí giành được thắng lợi. Các con chúng ta cùng quan sát về thời gian và sự kiện của cuộc khởi nghĩa Lý Bí. Mùa xuân năm 542, Lý Bí lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa chiếm giữ thành Long Biên, Bắc Ninh làm chủ Giao Châu. Nhà Lương đã hai lần huy động quân sang đàn áp nhưng đều thất bại nặng nề. Đến mùa xuân năm 544, khởi nghĩa thắng lợi, Lý Bí lên ngôi vua, hiệu là Lý Nam Đế. Ông đặt tên nước là Vạn Xuân, thành lập triều đình ở vùng cửa sông Tô Lịch, xây chùa và đúc tiền riêng. Sau khi lên làm vua, thì Lý Bí đã đặt quốc hiệu nước ta là Vạn Xuân, với mong muốn là đất nước của chúng ta luôn được mãi mãi trường tồn, nhân dân được ấm no và hạnh phúc. Tuy nhiên, đến tháng 5 năm 545, nhà Lương đã xâm lược Vạn Xuân. Lý Nam Đế đã trao quyền chỉ huy kháng chiến cho một tướng trẻ rất có tài, chính là Triệu Văn Phục. Triệu Văn Phục đã chọn vùng Dạ Trạch, Hưng Yên để làm căn cứ chống giặc. Cuộc kháng chiến của Triệu Văn Phục kéo dài khoảng 5 năm, thì đến năm 550, quân Lương đã bị đánh bại. Triệu Văn Phục đã xưng vương, gọi là Triệu Việt Vương. Tuy nhiên, đến năm 602, nhà Tùy đã đem quân qua sông lược nước ta và nước Vạn Xuân lúc bấy giờ sụp đổ. Khởi nghĩa Lý Bí năm 542, năm 602 đã giúp cho nhân dân ta giành được chính quyền tự chủ trong gần 60 năm. Các con chúng ta chú ý phần hướng dẫn học tập. Học bài theo đề cương ôn tập và tuần 10 sẽ tiến hành kiểm tra giữa học kỳ 2. Cô chúc các con sẽ có kết quả thật tốt trong bài kiểm tra giữa học kỳ 2 này nhé. Cô chào tạm biệt các con.